Câu chuyện hàng trăm người học tại Học viện Múa Việt Nam không có bằng trung học cơ sở, không có bằng trung học phổ thông, không có bằng trung cấp, không bằng cao đẳng sau bao năm học hành vất vả tiếp tục thu hút sự chú ý của dư luận. Tưởng rằng những bất cập này đã được tháo gỡ sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo có văn bản đồng ý cho Học viện Múa Việt Nam cấp bằng tốt nghiệp cho học sinh. Tuy nhiên, theo thông tin mà Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Cầu Giấy, Hà Nội chia sẻ, mới đây thì nhiều học sinh sẽ không được hưởng quyền lợi này khi Học viện Múa Việt Nam quên đề xuất cấp bằng tốt nghiệp trung học cơ sở cho học sinh lớp 9. Theo ông Phạm Ngọc Anh, trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Cầu Giấy, Hà Nội, Học viện Múa Việt Nam đào tạo theo chương trình riêng, không thuộc quản lý của phòng nên không thể kiểm tra, giám sát. Do lỗi kỹ thuật của nhà trường, hơn 300 học sinh từng học tại Học viện Múa Việt Nam không có mã định danh và học bạ điện tử, dẫn đến tình trạng phụ huynh, học sinh kêu cứu thời gian vừa qua. Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Cầu Giấy cho biết sẽ kiểm tra và hoàn thiện hồ sơ học bạ cho học sinh. Tuy nhiên, trong quá trình kiểm tra, đơn vị này nhận thấy còn một khóa học sinh lớp 9 có thể đối mặt với nguy cơ không được cấp bằng như các học sinh khóa trước. Do đó, Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Cầu Giấy đã xin ý kiến chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội để sớm giải quyết triệt để vấn đề này. Trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông tuyển sinh đại học nghề nghiệp năm 2021, Bộ Giáo dục Đào tạo sẽ chịu trách nhiệm về đề thi, còn Ủy ban Nhân dân các tỉnh thành chịu trách nhiệm tổ chức thi, đảm bảo công bằng, minh bạch. Theo đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm toàn diện về kỳ thi, thực hiện các khâu từ chỉ đạo, quy chế hướng dẫn và triển khai kế hoạch tổ chức kỳ thi và tuyển sinh đại học. Chịu trách nhiệm về đề thi, cung cấp chính xác đầy đủ, kịp thời các quy định, xây dựng hệ thống công nghệ thông tin phục vụ công tác tổ chức thi thống nhất toàn quốc và chấm thi trắc nghiệm bằng máy tính, đảm bảo an toàn công tác thanh tra kiểm tra. Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh thành chịu trách nhiệm toàn diện về tổ chức kỳ thi trên địa bàn, đảm bảo an toàn, nghiêm túc, bao gồm tổ chức đăng ký dự thi, in so đề thi, coi thi, chấm thi, thanh tra, kiểm tra, công bố kết quả thi và phúc khảo bài thi, xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông. Ngoài ra, chuẩn bị đầy đủ điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, tạo điều kiện thuận lợi về đi lại, ăn nghỉ cho thí sinh và người thân ở tất cả các địa điểm tổ chức thi. Chỉ thị cũng yêu cầu các bộ liên quan làm tốt công tác của mình, phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo và các địa phương trong việc triển khai tổ chức kỳ thi. Ở xã Phong Hòa, huyện Lai Vung của tỉnh Đồng Tháp, hình ảnh chiếc ghe bán hàng trên sông đều đặn miệt mài đưa học sinh qua sông miễn phí đã trở thành hình ảnh quen thuộc với bà con tại đây. Kể từ khi cây cầu Phong Hòa bất ngờ gặp sự cố là ghe bán hàng, thế nhưng trong những ngày chờ sửa chữa cầu, chiếc ghe đã trở thành cầu nối chở chữ cho học sinh ở vùng quê nghèo còn rất nhiều khó khăn này. Thông thường từ sáng sớm, chiếc ghe muối của vợ chồng bà Lễ đã rời bến. Nhưng từ ngày cầu Phong Hòa gặp sự cố, chiếc ghe không còn đi bán hàng nữa, mà dành để đưa rước học trò đang theo học ở bên kia sông. Mặn từ thiện là làm như có lòng. Tôi trong này nè, tự nhiên cái hai vợ chồng xuất ghe ra đưa mấy đứa học sinh qua lại gì đó, nghĩ là thấy nó đi vòng thấy khổ quá chịu nổi. Cầu cũ không còn, tấm ván nhỏ giờ như chiếc cầu mới dẫn bước các em mỗi ngày. Sự lạ lẫm ngày đầu khi không còn đi trên con đường quen thuộc đến trường dần biến mất. Các em nay đã quen với tiếng máy, tiếng gọi của cô chú chủ ghe đưa rước gần chục lượt mỗi ngày. Không phải trả tiền qua sông, những hành khách nhí này còn được phục vụ nước mát sau giờ tan học. Cũng có ở trên chợ bà con người ta giúp vô mới đó chú. Dạ, mình cũng nhận mới nữa. Tại thấy mấy đứa nó đi học rồi về mồ hôi lã quá nực chịu không nổi. Mình thấy tội quá rồi thôi làm nước cho mấy đứa nhỏ nó uống cho nó đỡ khát. Thay cho những âu lo ban đầu, phụ huynh đón con giờ đã phần nào yên tâm. Nỗi nhọc nhằn tìm con chữ sau sự cố đã vơi đi bằng tình thương, tấm lòng thơm thảo của người dân ở vùng quê còn nhiều khó khăn. Rồi đây, các em sẽ đến trường trên cây cầu mới được sửa sang lại. Chiếc ghe của vợ chồng tiểu thương này lại ngược xuôi trên những dòng kênh khác để mưu sinh. Thế nhưng, những ngày đến trường đặc biệt này sẽ là một ký ức khó quên, không riêng gì các cô cậu học trò, mà còn với người dân ở vùng đất ven sông Hậu. Với nhiều người Việt, chơi cây cảnh như một lẽ tự nhiên, thú chơi này có tác dụng làm cho đời sống tinh thần của con người thêm phong phú. Và không biết từ khi nào, thú chơi cây cảnh đã trở thành một nét văn hóa lâu đời của nhiều người.
Đây là cặp cây hoa mộc cổ thụ có tuổi đời lên đến 145 năm đã được ghi danh là cây di sản Việt Nam. Ông Bùi Đức Dũng, chủ nhân hiện tại của cây song mộc quý hiếm được trồng từ thời Pháp này, đã từng mất 14 năm để theo đuổi, thuyết phục mới sở hữu được. Cây hoa mộc là loài cây rất quý và được trồng nhiều ở Việt Nam với hương thơm và dược tính cao. Hoa thường dùng pha trà uống, nhiều bộ phận có tác dụng bồi bổ sức khỏe và trị bệnh. Cái thú trên cây ấy, nó không giống như là những cái công việc bình thường, nó trầm lặng và nó cần rất nhiều thời gian, con người ta cần phải tĩnh. Hai cây đứng cạnh nhau, phun xê đan vào nhau một cách là rất là tự nhiên. Thế và mình cảm nhận được cái sự đoàn kết, cảm nhận được sự hạnh phúc, cảm nhận được tâm hồn thanh thản và cảm nhận được cái trí tuệ toát ra ở cái cây. Có thể nói thú chơi cây cảnh đã có từ rất lâu đời ở Việt Nam, xưa kia chỉ ở những gia đình quyền quý, còn ngày nay đã phổ biến đến nhiều tầng lớp, đặc biệt ở lớp người trung niên, lớn tuổi. Để có được những chậu cây cảnh như ý, mang lại giá trị thẩm mỹ và tinh thần cao, người ta có thể ươm trồng, cũng có thể khai thác từ thiên nhiên. Nhiều tác phẩm cây cảnh đòi hỏi thời gian và công sức chăm tỉa vô cùng kỹ lưỡng, lâu dài. Đó cũng là một triết lý sống mà mỗi người có cách cảm nhận và thổi hồn vào cây khác nhau. Bởi thế mà các bồn cảnh tạo ra cũng có dáng vẻ và ý nghĩa khác nhau. Vì thế, giá trị của cây cũng trở nên khó định đoán. Cặp mộc này thì nó là cặp duy nhất ngoài cái giá trị về năm tháng gọi là cổ kỳ mỹ văn. Thì ví dụ như cây này là cây rất cổ thụ. Kỳ nó là một cây rất là đặc biệt vì là nó hai tán đan vào nhau, trồng cây này là phong thủy rất tốt. Ví dụ người ta hay trồng mộc ở đầu cổng. Đấy, để khẳng định được gia chủ là một cái người mà rất là uyên thâm, rất là thâm trầm và có những cái con người có hiểu biết về con người mà sâu sắc. Cặp song mộc huynh đệ này còn độc đáo ở chỗ chủ nhân cũ đã trải qua ba đời có hai anh em trai. Thú chơi cây cảnh với các tiêu chí cổ, kỳ, mỹ, văn, hội tụ ở cây cũng nhờ đó được nâng tầm lên mức nghệ thuật. Giá trị của cây cũng vì thế mà được đẩy lên rất cao. Ngày nay, những hình thức và tiêu chuẩn chơi cây hoa cảnh đã có nhiều thay đổi. Gần đây nhất là sự xuất hiện của phong trào chơi lan va hay còn gọi là lan đột biến. Giá trị cao đến khó tin trong các thương vụ khiến nhiều người hoài nghi. Là người có thâm niên chơi cây lâu năm, ông Bùi Đức Dũng cũng rất yêu thích và tự tìm tòi thử nghiệm với thú chơi lan này. Rất quý cặp cây mộc cổ thụ và xem như vật gia bảo trong nhà. Nhưng trước tình yêu, sự trân trọng với cặp cây mộc cổ thụ của người đồng hương, ông Dũng đã đồng ý trao đổi cây với anh Chính Trương. Trao tặng cặp song mộc hương, đổi lấy một kỳ lan đột biến tuyết đỉnh hồng, loài lan rừng đặc biệt quý hiếm của Sơn La, để có thêm một trải nghiệm về thú chơi hoa, cây cảnh. Mình yêu lan, hoa nó đẹp mà nó cũng rất là nghệ thuật và nó đòi hỏi tỉ mỉ, công sức chăm sóc rất là cầu kỳ. Và cây mộc nó cũng thế, nó cũng rất là cầu kỳ. Cũng không nghĩ là một ngày giá trị nó lại lên rất là cao, nó lên đến hàng triệu đô. Trao đổi như vậy thì nó thấy nó ở gần, thì mình còn có thời gian được ngắm. Với hai nữa là cũng có cái tình cảm anh em chơi với nhau, cũng rất là quý chú thì mới trao đổi với chú ấy. Có thể nói là hai cái mộc huynh đệ mà số 1 Việt Nam, sự độc đáo và vẻ đẹp của nó thì rất nhiều những người săn tìm và rất hạnh phúc ngày hôm nay. Thì đã được anh đồng ý giao lưu với một cái kỳ tuyết đỉnh hồng. Mỗi khi ngắm những chậu hoa, cây cảnh nghệ thuật, tâm hồn con người như hòa quyện với thiên nhiên, giúp chúng ta có một tinh thần thư thái để sống một cuộc sống vui và làm việc hiệu quả hơn. Bởi vậy mà có lẽ những cuộc trao đổi cây quý hiếm và niềm đam mê cây cảnh như thế này thật sự mang lại nhiều cảm xúc cho những người yêu cây.